Xin chào quý anh chị các bạn. Quý anh chị và các bạn đang sử dụng cái bàn điều khiển Disco mà muốn điều khiển để đèn nó chạy đuổi màu nhau này, đèn pad nó đuổi màu nhau như thế này thì làm như thế nào? Đấy, thì Chiến sẽ có cái video hướng dẫn quý anh chị các bạn cách cài đặt cái đèn pad led chạy đuổi màu nhau thông qua bàn Disco ở cái video mà mình gắn ở trên đây này. Còn là phần giải thích cũng có cái đường link dẫn đến cái video mà hướng dẫn cài đặt cái đèn bật nét chạy đuổi màu nhau qua bàn điều khiển Disco 240. Còn đây là mình đang cái video này mình đang là sử dụng nó, mình đã cài đặt xong rồi, bây giờ mình chỉ hướng dẫn sử dụng thôi. Như cái bàn Disco này mình cài đặt ba cái mục. Mục đầu tiên là mục đổi màu êm ái dành cho nhạc bolero, mình bấm vào P1. Đèn đổi màu êm ái đây, xanh đỏ tím vàng, nhanh chậm là hai cần này, cross và speed này. Còn P2, J2 là đổi màu nhau. Đấy, đèn đổi màu nhau đây. Còn P3 mình cài vào J3 là chớp, xanh đỏ tím vàng. Đấy, mình cài sẵn rồi, về chỉ sử dụng thôi. Đây là cái video là mình hướng dẫn quý anh chị sử dụng cái bàn. Còn cái chương trình cài như nào, các bước cài như nào thì có cái video hướng dẫn ở phần giải thích. Để quý anh chị cần kích vào cái đường link đấy để xem cái video, hoặc là cuối cái video này có cái video nó hiện lên cái video hướng dẫn cài đặt thì quý anh chị các bạn có thể xem tham khảo. Đổi màu nhau đây, bấm P2 phát đổi màu nhau. Rất là đẹp. Rất là hay. Hoặc là chớp đây, P3 chớp đây, bấm phát P3 chớp. Xanh đỏ tím vàng. Đổi màu êm ái.